Lì xì đầu năm Carina giảm giá ngay chiếc áo phao ghi lê lông vũ này đến 36% cho tất cả các chị đặt hàng ở trong cái livestream này các chị yêu của em nhé. Chiếc áo phao ghi lê lông vũ là một trong những dòng sản phẩm mà mặc trendy thời trang nhất thời điểm hiện tại và được các chị yêu của em săn đón nhiều nhất của Carina. Và các chị ơi, ngày hôm nay giá sale 36,8% thì đúng hơn sẽ là 37% trong livestream ngày hôm nay nếu như các chị yêu của em có thể săn sale và sở hữu. Hiện tại thì Carina đang làm hai gam màu rất là trend, rất là thời trang, tông màu đỏ hoặc là tông màu be. Đó là những cái áo phao lông vũ với chất liệu vải siêu nhẹ. Trong cái thời tiết này thì em thấy là rất là nhiều các chị yêu của em đang bảo là mặc áo phao dày thì sợ bị nóng quá đúng không ạ? Đó, và cái thời tiết nó vẫn đang rất là lạnh, các chị có thể lựa chọn áo phao ghi lê là một sự lựa chọn hoàn hảo với thiết kế khóa kéo rất là trơn tru mượt mà của Carina. Khóa kéo này, logo tăng mắc đầy đủ nhá. Hiện tại thì giá đang sale rất là sâu và chiếc áo phao lông vũ này thì nhiều chị hỏi là Hồng ơi, thế là có sợ nó bị xô bông hay không đúng không ạ? Thì đây là một cái điều mà em sẽ nhấn mạnh cho các chị, bởi vì chiếc áo phao lông vũ này của nhà em thì nó sẽ có thiết kế bên trong là trần như bên ngoài, thành ra là các chị mặc nó sẽ không bị xô bông và chống gọi là xô bông cho các chị và form nhẹ nha, không dày đâu các chị yêu của em ạ, nhưng mà lại cực kỳ là ấm. Và khi mà em vừa ngoài trên người em thường cảm thấy cực kỳ là dễ chịu luôn, em thường sẽ quay một vòng các chị yêu của em xem nhá. Và nhớ để lại cú pháp cho em mã là ghi lê cộng kèm với size và số điện thoại từ 40kg nha cho đến cân nặng của em là 66kg. Mọi người sẽ có size từ size S cho đến form size 2XL. Và nếu như các chị đang cần bên em tư vấn gì về chiều cao cũng như là cân nặng thì có thể là đúng cú pháp cho em về chiều cao cân nặng để các bạn có thể tư vấn cho các chị yêu của em đầy đủ nhất về chiều cao cân nặng cho các chị. Đặc biệt là em này của em nhé mọi người nhé, chúng ta sẽ có thiết kế đó là khóa kéo đây. Về phần phía trên này cũng như là phần túi của chúng ta cũng sẽ là khóa kéo ngang chống trộm để điện thoại để ví tiền cũng không sợ bị rơi. Vì em này thực sự là rất là sâu và cực kỳ là rộng, có mũ không ngờ ngơi á. Hiện tại phiên bản này của em thì nó sẽ không làm phiên bản mũ để các chị yêu của em mặc cảm thấy nó trẻ trung hơn, nó dễ chịu hơn khi các chị yêu của em lên dáng rất là đẹp. Vì hầu như là chiếc ghi lê các chị yêu của em mặc lên dáng thì thực sự là rất là xinh đó. Và em nhấn mạnh lại là mẫu này của em thì có duy nhất hai màu trendy và vô cùng thời trang, size số là từ 40 này cho đến 66kg với gam màu be hoặc là gam màu đỏ. Các chị mix với quần ví dụ như em legging mặc này hay là quần ống sớ, rất là nhiều mẫu có thể mix cùng các chị yêu của em nhé. Và nhớ để lại cho em mã ghi lê cộng kèm với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay để được mức giá ưu đãi cho em là 37% tại livestream ngày hôm nay các tình yêu của em nhé.